cái bữa thứ hai, đáng lý là vua đầu tiên phải là người vui, nhưng mà không có ngờ rằng là đến Paris được chào đón bằng là một cái tràng pháo tay quá hay, tức là mất luôn cái ba lô trong đó gồm giấy tờ rồi máy móc tiền bạc. Thì hồi sáng giờ thì là anh Thái cũng là cực lực để cùng với thầy đi làm giấy báo mất ở công an, rồi đi đến đại sứ quán và được là đại sứ quán Việt Nam tại Paris là đón tiếp rất nồng hậu và giải quyết trong chốc lát đã có cái giấy thông hành rồi. Cho nên đó là sóng gió ra qua, bây giờ chuẩn bị cho một cái chương trình là mạnh mẽ của thập chỉ liên tâm tại châu Âu. Xin chúc mừng. Rồi, xin chúc mừng. Hôm qua là khách đi. Hôm qua là như anh này nó mặt không có thần, già 10 tuổi. Không ngờ, không ngờ được cái chuyện đó. Là. Rồi. Đúng. Như là bây giờ là mà tiệc là chúc mừng. Chúc mừng. Mọi chuyện đều tốt đẹp hết. Để cho thầy chung miếng tôm đi. Sợ không có tôm. Không quá rồi good. Good là bicarbonate. Ăn cho đã rồi. Ăn cho đã rồi uống thuốc. Dạ. Ở nhà có bicarbonate. Cao lương mỹ vị nè. Rồi xin mời. Từ từ sẽ đến. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Chúc thắng lợi. Thập chỉ liên tâm sẽ có mặt trên toàn thế giới. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.